Chào cả nhà, hôm nay thì kênh Thái Hải TV xin tiếp tục gửi đến cho tất cả quý vị và các bạn thêm một cái diễn biến mới giữa U18 Úc gặp U18 Thái Lan trong khuôn khổ vòng chung kết U18 nữ Đông Nam Á 2022. Như vậy thì tới bây giờ phút thứ 107 thì Úc đã có một cái bàn thắng rất là đẹp mắt ở một cái cầu thủ tiền đạo của Úc đã sút chéo góc từ pha băng từ sân nhà băng lên và đã hạ gục thủ môn của U18 Thái Lan. Hiện tại bây giờ thì Úc đã dẫn 1-0. Cái kết quả này là một cái kết quả rất là phản ánh rất là đúng cái cục diện của trận đấu, vì Úc họ tấn công ép sân hoàn toàn. Họ may mắn thì họ còn rất là nhiều bàn thắng khác nữa, nhưng mà hiện tại bây giờ thì họ chỉ có ghi được một bàn thắng thôi. Và tới bây giờ thì Thái Lan họ đang còn tràn lên tấn công, không biết là có thể mà gỡ lại được cái bàn thắng nào để mà kéo cái trận đấu qua cái loạt đấu luân lưu hay không. Nhưng mà chúng ta, những cổ động viên Việt Nam của chúng ta thì luôn luôn cầu mong rằng là Thái Lan họ sẽ gỡ hòa lại được. Hiện tại thì bây giờ thì Thái Lan họ không còn gì để mất nữa, họ phải dồn lên thôi. Chứ nếu như mà đá như là cái trong cái quá trình 90 phút của hiệp chính cũng như là 30 phút của hiệp phụ vừa qua thì họ đá có phần là họ nhường thế trận và thể lực của họ không bằng, thể hình cũng không bằng. Chúng ta nếu mà chúng ta gặp Úc thì hơi bị khó khăn là cái vấn đề về thứ nhất là thể hình, thứ hai là thể lực. Thể lực của Úc họ rất là chạy, tới bây giờ họ chạy rất là khỏe, không có cầu thủ nào rụt rút hết trơn á. Thậm chí các cầu thủ nam quý vị thi đấu 120 phút mà chưa tới chúng ta U19 vừa rồi đó, chúng ta tới phút thứ 75 là chúng ta nằm tụt rút liên tục không à. Nhưng mà các cầu thủ nữ của Úc họ thi đấu rất là bình thường, đá giống y gan như là chưa có phải là bước vào hiệp phụ gì đó. Hiệp phụ họ đá họ chạy như là cái gì vậy đó, nói chung là họ chạy như là gọi là như là tàu lửa, họ chạy rất là nhanh. Tới bây giờ nói chung là cảm nhận là Úc họ thể lực họ rất là tốt, thể hình họ rất là tốt, và đây là một cái nếu như mà Úc vào chung kết với lại là đội tuyển Việt Nam của chúng ta thì Việt Nam của chúng ta sẽ có hai cái bất lợi, thứ nhất là thể hình, thứ hai là thể lực. Tuy rằng là họ phải thi đấu 120 phút, chúng ta chỉ thi đấu 90 phút ở trận thắng Myanmar với tỷ số 4-1 mà thôi, nhưng chúng ta cũng phải dè chừng cái thể lực của họ. Tới bây giờ tôi thấy là chạy rất là tuyệt vời đó, và hy vọng rằng những phút còn lại thì Thái Lan sẽ gỡ hòa được nha quý vị. Xin kết thúc video tại đây. Lát nữa có cái diễn biến gì mới nhất thì Thái TV xin gửi đến cho tất cả quý vị liền. Bây giờ Thái TV cùng theo dõi lại tiếp tục cái trận đấu này. Quý vị và các bạn nghe thông tin hay bổ ích đúng thì quý vị và các bạn hãy cho Thái TV một like, một comment, một share, một subscribe để kênh được phát triển, tạo động lực làm những video tin tức mới nhất tiếp theo. Quý vị nào có nhu cầu muốn mua loa kéo di động, thiết bị âm thanh karaoke hay là các cái thiết bị mà livestream thì quý vị hãy gọi với Thái Hải TV qua số điện thoại 0939732349 hoặc giả là số Zalo 0939315461 để được ưu đãi giảm giá đối với tất cả các fan của Thái TV. Và đối với tất cả quý vị nào mà đã đăng ký kênh Thái TV á, thì Thái TV sẽ giảm 20% so với khách bình thường nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại.